bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, trẻ sơ sinh này là con của sản phụ Nguyễn Thị Nờ, thường trú tại Văn Sơn, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, Ninh Thuận, sinh mổ vào giữa tháng 5 năm 2023 khi thai nhi bước vào tuần 35. Ngay sau khi sinh mổ, trẻ sơ sinh bụng trướng to lên, căng cứng, thở mệt, tím tái. Khai thác thông tin, sản phụ cho biết trong tuần thai thứ 31 thông qua siêu âm đã phát hiện bất thường, tuy nhiên nghĩ không có gì nghiêm trọng nên cứ để yên vậy. Trước tình huống cấp bách, để kịp thời cứu con của sản phụ nờ, y bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận kết hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 hội ý và chẩn đoán trẻ sơ sinh mắc bệnh viêm phúc mạc bào thai có thừa túi mắc keo. Dù trẻ vừa chào đời nhưng vẫn phải mổ càng sớm càng tốt. Với kinh nghiệm và máy móc hiện đại, ca phẫu thuật cấp cứu cho trẻ sơ sinh đã thực hiện thành công. Các bác sĩ đã mổ và hút sạch phân su trong ổ bụng, cắt bỏ túi thừa máy keo, khổ lỗ thủng cách góc hồi manh tràng và đặt hậu môn tạm. Sau ca phẫu thuật, trẻ sơ sinh tiếp tục được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Đến nay, sức khỏe trẻ sơ sinh đã có tiến triển tích cực. Theo các bác sĩ, bệnh viêm phúc mạc bào thai là hậu quả của thiếu máu nuôi ruột xảy ra trong thai kỳ, làm hoại tử đoạn ruột trẻ sơ sinh. Lúc đó, phân su sẽ tràn ra ổ bụng, gây viêm phúc mạc bào thai qua ca bệnh này khuyến cáo dành cho các sản phụ là nên đi thăm khám thai định kỳ theo lịch để được chẩn đoán và phát hiện sớm các bất thường của thai nhi từ đó có hướng điều trị và xử trí kịp thời đến khi trẻ chào đời tránh các biến chứng nguy hiểm và đáng tiếc xảy ra với trẻ sơ sinh theo Sở Y tế Ninh Thuận, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã tham gia tích cực đề án Bệnh viện Vệ tinh với sự trợ giúp của một số bệnh viện hạt nhân như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nên rất nhiều ca bệnh khó liên quan đến trẻ sơ sinh, bệnh nhi đã được cứu chữa thành công. Nhiều gói kỹ thuật y khoa đã được triển khai rất tốt ngay tại địa phương, giúp người dân và sản phụ không phải đi xa, điển hình như kỹ thuật hồi sức sơ sinh, nuôi trẻ nhẹ cân, cấp cứu sản khoa, đẻ không đau, phẫu thuật nội soi bóc nhân sơ tử cung. Thực tế đã có nhiều trẻ chỉ sinh ra nặng dưới 1 kg mắc bệnh được bệnh viện cứu chữa, chăm sóc tốt. Hiện tại, ở địa phương đã trang bị được nhiều máy móc hiện đại cùng với lĩnh vực nhi khoa, sản khoa, lĩnh vực tim mạch cũng đã có nhiều bước tiến triển. Bệnh nhân ngay tại Đinh Thuận có thể đi đặt stent động mạch cảnh, cấy máy khử rung tim ICD và làm các can thiệp khác mà không cần phải đi xa.